chào các bạn. Đây sẽ là một cái podcast mà chúng ta review đồ chơi. Và trong cái podcast này mình muốn giới thiệu với các bạn một món đồ, đó là con Razer Pro Click. Đây là một con chuột không dây của Razer, họ thiết kế chung với lại Human Scale, là một công ty chuyên làm những cái đồ công thái học và hỗ trợ cái không gian làm việc của chúng ta. Và như các bạn cũng thấy ở trên bàn làm việc của mình đây á, mình có không chỉ là con Razer mà khá là nhiều con chuột Logitech. Tại vì cơ bản là trước đây mình rất là thích cái nhãn hàng Logitech khi mà họ làm những cái đồ văn phòng, nhưng mà mình lựa chọn thêm con Razer Pro Click vào cái bộ sưu tập của mình. Vì sao và như thế nào thì trong cái podcast này chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta nói về điều đó, kể về điều đó, những thứ thú vị và không thú vị giữa những con chuột này nhé. Trời má. Trước khi bắt đầu á, mình sẽ kể cho các bạn nghe là lý do tại sao nó có cái video này. Các bạn cũng có thấy là trên tay mình đang có con Logitech, còn này là con MX Master 3. Và con chuột này là một con chuột khá là nhiều anh em yêu thích, săn lùng và muốn mua nó. Mình cũng không ngoại lệ cái này mà. Nhưng mà khi mà mình xài con chuột này á, mình phát hiện ra là nó mang trên mình rất là nhiều cái công nghệ. Nó mang rất là nhiều cái function, những cái nút bấm khá là thú vị. Nhưng cái cơ bản nhất của nó khi mà dùng là một con chuột, vì việc click và việc cầm trên tay nó không hề thoải mái như là mình mong đợi. Nhưng mà thay vì mình làm một cái video mình chê như cách mình vẫn gắt ở trên trang cá nhân của mình, thì mình nghĩ rằng không lý do gì chúng ta phải làm một cái tiêu cực như vậy. Thì mình bổ sung nó là mình dùng một cái con khác. Nó không được thông minh bằng, nó không được tiện ích bằng về mặt tính năng, nhưng mà nó lại rất hay về cái mặt thiết kế và cái sự cơ bản của một con chuột, là con Razer Pro Click. Nó đem lại cái sự thoải mái khá là lớn vì mình đã thử xài nó với khá nhiều con chuột của các anh em. Rất nhiều anh em của mình đang xài con Pro Click này. Và một trong những con chuột thoải mái khác mà Logitech đang làm rất là thành công, đó là con Anywhere 3. Rất là đã. Mình rất là thích con chuột này. Con chuột này nó perfect. Và một con chuột khác rẻ hơn rất là nhiều, đó là con Logitech G304. Thì con G304 này nó là phiên bản không dây của con Logitech G102. Và các bạn biết không, mình thích cái shape này đến mức mà mình đã mua con G102 tới mười mấy con, từ màu đen tới màu trắng, và xài với rất là nhiều thiết bị trong nhà để cảm giác cầm nắm nó cho thoải mái. Và điều đáng tiếc nhất của cái con G304 này nè là nó xài pin và nó hơi nặng. Nếu như mà Logitech họ dùng cái thiết kế này để họ nâng cấp lên một cái chất lượng cao cấp hơn hay là gọn nhẹ hơn thì có thể là nó tuyệt vời hơn. Trong khi đó con chuột này tuy là mang danh là công thái học, nhưng mà đối với mình nó là một cái gì đó nó không được hoàn hảo. Nếu không muốn nói là đôi khi nó lỗi rất là nhiều thứ. Và bây giờ chúng ta, đó là lý do tại sao mà có cái video podcast này. Nhưng mà chúng ta sẽ không đi xa đà vào cái chuyện chê, mà chúng ta hãy đi vào những cái chuyện là cái gì hay và cái gì chưa hay, và mong đợi những cái sản phẩm của các công ty này nó sẽ nâng cấp tiếp theo. Thì mình đã mua rất là nhiều đồ của Logitech, và trong một thời gian dài mình không mua đồ của Razer. Và đây là món đồ có thể coi là lâu lắm rồi, mười mấy năm, mười năm hơn mình mới mua lại. Tại vì từ năm 2010 mình mua con Razer Black Widow, con bàn phím cơ đầu tiên của mình. Mình bay sang Sing mình mua, rồi con Black Widow Ultimate, rồi sau đó một số con Dead Adder, và tới khoảng 2011-2012 là mình đã ngừng mua đồ của Razer. Và đây là con mà mình đã mua lại, và chúng ta hãy xem coi nó có cái gì nào. Và mình luôn cổ vũ các bạn là hãy mua hàng chính hãng nha. Tại vì các bạn cũng biết đó, khi mà các bạn mua hàng chính hãng, tức là hãng họ sẽ đóng thuế cho nhà nước, họ sẽ giúp cho chúng ta có được nhiều cái an sinh xã hội hơn. Đó là những cái nhỏ nhỏ mà chúng ta nên làm. Và việc mà chúng ta mua đồ chính hãng nó còn giúp cho các công ty và các hãng họ hoạt động tốt hơn và phục vụ chính các bạn tốt hơn. Chỉ có cái gì không có thì mới nên mua đồ xách tay.
khi mà chúng ta mới bắt đầu, chúng ta không có đủ điều kiện thì cũng có thể mua đồ sách tay, nhưng khi có điều kiện rồi, mình luôn cố gắng ủng hộ đồ chính hãng. Sau bên trong một cái hộp màu mè như thế này thì bên trong nó lại là một cái hộp nó khá là bảo vệ môi trường. Họ có cho chúng ta một cái túi để đựng. Và cái túi này mình nghĩ là nó cũng không bền lắm đâu. Và đây là con chuột của chúng ta, rất là đẹp. Bên trong nó thì có thêm sách hướng dẫn sử dụng hay là cái gì ta. Ok, sách hướng dẫn sử dụng kèm theo gì đó. Giấy rất cứng. Một cọng sạc. Hết rồi. Chỉ như vậy thôi. Một những lý do mà mình muốn sử dụng thử con Razer Brolic á, là nó nhẹ. Nó nhẹ hơn những con chuột mà mình đang có ở đây. Và tất nhiên trên thị trường nó có rất là nhiều con chuột nhẹ khác. Nó cũng không phải là duy nhất. Và thậm chí là con Logitech nó có một con rất là nhẹ, rất là đã. Đó. Và mình bữa sau mình sẽ giới thiệu sau. Rồi, nói về nhẹ thì hãy xem đây. Đây là con Master 3 mà mình đang xài. Nó sẽ khoảng 143 gram. Còn con Razer Brolic nó là 105 gram, tức là nó sẽ cách nhau khoảng 40 gram, thì sự chênh lệch này nó đã là gần 50%. Nó ở đâu đó nó khoảng tầm, xin lỗi, nó gần 50% thì nó hơi kỳ, nhưng mà nó sẽ ở đâu đó khoảng 41-42% gì đấy. Và một con mà mình cũng đang xài khác là con G304 này, nó có trọng lượng là chỉ có 96 gram, nhưng mà cái trọng lượng của con này á, nó bị một cái là nó phân bố do nó có cục pin rất là nặng ở phía dưới này, nên cách mà chúng ta cầm nó lại có cảm giác là không nhẹ như là con Razer Brolic. Cũng phải thôi, vì con này nó có vài chưa tới 1 triệu, mình mua con này chưa tới 1 triệu. Con Razer Brolic này mình mua với giá là khoảng 2,1 triệu. Còn con Logitech MX Master 3 này mình mua với giá là 1,8 triệu. Mình mua lại của một người bạn. Anh bạn đấy, ảnh vừa mua về và ảnh bán ngay. Và ảnh nói với mình là cái tay anh xài không có hợp. Mình nghĩ rằng ok. Và mình biết chắc chắn rằng cũng sẽ có nhiều người xài không hợp. Rồi bây giờ mình cất cái cần này đi. Rồi còn một điều tiếp theo đó là mình hơi thất vọng ở chỗ là không biết đây là năm bao nhiêu rồi mà Razer họ xài cái cổng này. Các bạn cũng thấy họ xài cổng micro USB. Cái việc xài cổng micro USB này nó không được tiện cho lắm. Và cái thứ hai nữa là cái lỗ mà để cắm cái cổng này á, nó hơi sâu, các bạn thấy không? Nó rất là sâu. Cho nên là không phải cái nào các bạn mua cũng có thể cắm vào được. Cho nên cái chuyện mà nếu mà các bạn bị mất cọng dây này, nếu các bạn bị mất cọng dây mà Razer tặng kèm bạn, có vẻ như con này coi như xong. Nhưng mình nghĩ nó có lý do của nó, là vì khi mà gắn cọng dây này vào, nó giữ cho con chuột này ở trạng thái không có sụp xịt. Tức là con này được hiểu theo một cách, đó là khi mà bạn về nhà, bạn xài với hệ thống máy tính lớn thì các bạn cắm dây vào thì nhìn nó sẽ smooth giống như là một con chuột có dây, rất là liền mạch. Còn khi mà chúng ta đi ra ngoài, chúng ta làm việc, chúng ta chỉ cần đơn giản chúng ta rút nó ra, thế là xong đó. Và nó có hai kết nối. Đầu tiên là cái kết nối Bluetooth, các bạn cũng có thể thấy ở phía trên, ở giữa là off và ở dưới là kết nối 2.4 GHz. Thì mình nghĩ là nó ở đây. Đây. Nó trang bị một cái dongler
một cái USB dongle để các bạn cắm vào trong máy và các bạn sử dụng. Có sạc sẵn pin để xài. Mình khá là thích cái việc mà có thể có một cái lỗ để chúng ta gắn cái USB kết nối này vào. Khi mà mình mua hai con Logitech, con MX Master, con MX Anywhere 3 đó, con này nè, với lại con MX Master 3 đều có tặng kèm hai cái kết nối nha, hai cái kết nối USB, nhưng mà nó không có cách nào cất được cái cổng kết nối USB đó vào trong con chuột, nên nó dẫn với câu chuyện là nó rất là dễ mất và nó rất là dễ lạc. Và mình đã hạn chế nó lạc bằng cách là mình cắm cố định nó vào trong máy tính của mình, nhưng mà thỉnh thoảng khi mà mình đổi một số máy tính để mình dùng thì mình vẫn quên rằng cái cục nào của cái cục nào. Cho nên nó làm cho mình có cảm giác là hơi không thoải mái là khi mình không dùng nữa. Giống như con chuột này, có một thời gian mình không dùng nữa, mình muốn cất thì mình cũng không biết làm sao mà cất được cái cục dongle đó để không bị mất, không có cách nào để cất chung con chuột này. Thì nó hơi dị. Nhưng mà được một cái thì nó đều xài cổng kết nối USB-C, nó dễ. Con này cũng vậy. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ nói lại tiếp về con Razer. Thì khi mà cầm trên tay chúng ta cũng thấy là nó rất là smooth, nó nhẹ. Và các bạn cũng có thể thấy được nó nè, nó trơn láng, rất là đã. Và nó nghiêng một góc như thế này. Thì khi mà nó nghiêng một góc như thế này thì cái tay bạn cầm vào nó sẽ tì cái bàn tay này lên bàn. Thì về nguyên lý thì nó cũng khá là giống với lại con Logitech MX3 ở đây. Nhưng mà cái con này á, mình nói với các bạn nghe, nó có một cái nhược điểm rất là chí mạng mà hồi khi mà mình mới về mình mua mình xài. Cái nhược điểm đó là do thế này nè các bạn. Bây giờ các bạn hãy nhìn trên bàn mình nha, mình kéo cái bàn phím xuống cho các bạn xem. Rồi, các bạn thấy là con chuột này nè, khi mà nó làm thì cái phần chuột trái của nó, các bạn thấy nó vát lên không? Và khi nó vát lên á thì nó bị một cái rất là, mình hay nói là nó giống như bị lỗi thiết kế vậy nè. Khi mình vơ qua cái bàn mình lúc đó nó nhỏ, mình vơ qua nó sẽ bị chém ngang cái này. Thì đây là cái đầu tiên mà nó khá là bèo. Sẽ có bạn nói rằng xài lâu thì nó sẽ quen. Đúng, xài lâu thì nó sẽ quen. Nhưng mà bao lâu đó là vấn đề. Mình đã thử cố gắng xài con này trong vòng khoảng 1 tháng. Và bạn biết không, trong 1 tháng đầu cái việc mà thường xuyên bị click lỗi như thế này nó là cực hình. Nhưng mình cố gắng xài nó trong 1 tháng để bắt đầu quen. Và không thể quen được cho đến khi mà mình buộc phải mình lắp thêm một cái bàn như thế này để gia tăng thêm diện tích. Thì lúc đó mình thay đổi cái cách để chuột. Và với cái cách để chuột mới của mình, nó nằm đây, nó sẽ không bị cái chém vô cái bàn phím nữa. Trong khi đó chúng ta hãy xem rõ ràng với lại một con chuột khác. Các bạn thấy không? Đây là hai con chuột. Một con thì nó sẽ vát, một con thì nó sẽ nhọn lên. Các bạn có thể nhìn ở đây, các bạn cũng có thể thấy được sự so sánh kỹ nè. Đấy. Thấy không? Đấy. Thì khi mà vô đây á, con chuột này á, do cái chỗ này nè các bạn thấy. Đấy. Nó sẽ không bị vát lên. Do đó là cái việc mà mình di chuyển nó rất là dễ. Từ đây qua. Cái, còn cái chỗ mà có thể dễ cấn nhất thì nó lại không click. Còn đối với lại con MX Master 3 thì thật sự mà nói, nó bị khó chịu chỗ cái click đó. Nó bị khó chịu chỗ cái click này. Rồi, đó là cái đầu tiên. Và cái tiếp theo, lúc mà mình mua con Logitech
con MX Master 3 á, mình khá là thích cái con lăn này. Cái con lăn mà các bạn thấy bên hông này nè, con lăn này nó có thể ứng dụng được rất là nhiều trong cái việc dựng phim, các bạn thiết kế đồ họa, bạn làm đủ thứ. Rồi chưa kể là cái phần cái miếng pad ở trên đây, nó có thể touch, nó có hơi đâu mà không phải là touch mà các bạn có thể nhấn xuống được. Tức là bạn có thể nhấn cái tay bạn xuống ở đây nè, các bạn có thể nhấn cái tay bạn xuống ở đây và các bạn dùng con lăn này để thay thế với con lăn ngang. Thế như khi mà mình dựng phim chẳng hạn, mình có một cái timeline, mình kéo tới kéo lui và rõ ràng nó lợi. Nhưng mà nó cũng không dùng nhiều, đối với mình không dùng nhiều, cho nên dần già rồi thì mình cũng sẽ quên cái con lăn đã từng tồn tại ở đây. Và mình chỉ thích hai cái nút rồi bấm xuống, rồi cái nút hai cái nút bên hông để mình chỉnh volume hay là mình chỉnh cái next và rewind thôi. Và bây giờ mình sẽ nói về câu chuyện mà mình đã từng gắt ở trên Facebook của mình, là mình nói con này á. Các bạn rõ ràng các bạn nhìn nó có công thái học không? Nhìn bằng mắt thường thôi, ai cũng sẽ thấy ồ đây là một con chuột công thái học. Nhưng thực tế đây là một con chuột không phải công thái học. Nó có rất nhiều cái lỗi cơ bản của một con chuột. Cái lỗi đầu tiên là nó to. Nó to nhưng nó lại không có làm cho người ta bị tiện. Nó làm cho người ta cái cảm giác cầm á, bạn phải cần có một cái không gian rất lớn thì bạn mới có thể sử dụng được con chuột này. Khi mà bạn sử dụng một con chuột á thì bạn sẽ phải điều khiển các đầu ngón tay, cổ tay và cánh tay. Nó là một cái sự gọi là kết hợp với nhau. Nhưng mà đối với lại con Logitech MX3 này, mình bị hạn chế rất lớn ở trên cái điều khiển bằng cổ tay. Đối với những con chuột như thế này, bạn sẽ thấy là mình sẽ có thể làm thế này nè. Rồi, tức là cánh tay nè, cổ tay nè, ngón tay nè. Rồi, nhưng mà đối với lại con Logitech MX3 thì cái việc mà sử dụng cái này là không thể. Tại vì cái nút bấm của nó rất là kỳ ở chỗ á, là đối với một con chuột mắc tiền thì nó nên có cái độ nặng của cái nút bấm nó đều từ đây lên đây, đây lên đây. Nhưng mà nếu như các bạn đã từng xài con Logitech MX Master 3 thì các bạn sẽ thấy nó có một cái rất là kỳ cục, là cho dù tay bạn ngắn hay tay bạn dài, các bạn cũng sẽ thấy là phần lớn con chuột nó sẽ bị bóng lên chỗ này, các bạn thấy không? Tức là con cái tay người ta thường xuyên bấm chỗ này, nhưng mà chỗ này nó rất là nặng. Nếu như các bạn bấm được ở phía trên này thì nó sẽ nhẹ hơn, chỗ này thì nó sẽ nặng hơn. Nó phải nặng hơn ít nhất là phải từ 30-40%. Trong khi đó đối với lại con Pro League này, nó rất là hay ở chỗ là các bạn, khi các bạn bấm ở trên đây hay dưới đây, trên đây hay dưới đây, nó đều có một cái độ nặng tương đương nhau. Còn đối với lại con MX Anywhere 3 á, thì cái chuyện này nó không thành vấn đề. Tại vì nó đủ nhỏ nằm trong lòng bàn tay, cho nên là các bạn hoàn toàn các bạn có thể di chuyển cái tay ở cái nơi mà các bạn bấm nó cảm thấy nó đỡ nặng nhất. Và thật ra con này nó cũng có, khi các bạn bấm ở gần trên đây thì nó sẽ nặng nè, còn bấm trên đây thì nó sẽ nhẹ hơn. Nhưng mà như mình nói, con này nằm ở trong gần bàn tay rồi thì nó sẽ không bị cái tình trạng đó. Con này cũng vậy, bấm trên đây thì nó nặng, bấm trên đây thì nó sẽ nhẹ hơn. Nhưng mà cực ly bấm, người ta sẽ thường xuyên bấm ở đây và người ta cũng sẽ không có cảm thấy bất cứ điều gì khó chịu trên con chuột này. Tiếp theo nữa là các bạn có thể nhìn thấy cái bàn tay của mình nó có một cái cục chai, một cục chai ngón út. Và các bạn biết không, cục chai này nó chỉ xuất hiện khoảng một năm trở lại đây, khi mình bắt đầu mình chuyển sang mình xài con chuột này. Và tại sao mình nói như vậy thì các bạn có thể nhìn thấy ở phía mặt dưới con chuột này nè, cái mặt phía sau lưng đích con chuột, các bạn thấy nó sẽ có rất là nhiều cái gân gồ ghề đấy. Đấy, thì theo lý giải thì cái gân gồ ghề này nó sẽ giúp tăng cái độ bám của con chuột
đối với cái tay. Nhưng mà thực tế á, khi mà chúng ta xài chuột á, chúng ta đâu có bám ở đây. Thật ra tất cả những cái độ bám của các bạn nó đều đến từ cái chuyện từ hai bên hông. Nên thành ra cái chuyện mà có cái độ bám ở phía sau này nó sẽ khá là thừa. Và chính vì những cái độ mà cái lượng sóng mà nó gồ lên như thế này nè, nó sẽ miết vô trong cái góc tay của bạn. Nó sẽ miết vô và nó sẽ, khi mà nó càng miết vô nhiều thì nó sẽ càng hình thành cái điểm chai nhiều. Các bạn thấy không? Mình sẽ có bạn nói là cái điểm chai đó là do lái xe hay này kia. Thì thật sự với các bạn là mình cũng lái khá nhiều xe, và không thể nào mà bảo rằng cái cục chai này bỗng nhiên lái xe cho xuất hiện được. Tại vì rõ ràng một năm vừa qua chúng ta không có được ra đường nhiều mà, đúng không? Con này cũng vậy. Thì chỗ này nó trơn láng. Các bạn nhìn, các bạn cũng sẽ thấy con chuột nó bóng ở phía sau cái lưng đít nè. Là do cái chỗ đó nó tiếp xúc bàn tay nhiều. Thì con này của mình nè, nó bóng, bắt đầu nó bóng chỗ này nè. Các bạn thấy sẽ có một chỗ nó, đấy, đây các bạn thấy có một chỗ mà tự nhiên nó bóng lên, một chỗ nó dơ không? Đó là vì cái chỗ đó mình mài cái tay mình vào nhiều nhất, và bỗng nhiên chỗ này nó làm ngay chỗ làm cho mình bị xuất hiện cái vết chai. Thì nếu như xuất hiện cái vết chai này, tức là bản thân con chuột này nó tấn công vào cơ thể của bạn. Bạn làm ra một con chuột mà nó tấn công vào cơ thể của bạn, nó làm cơ thể bạn thay đổi theo chiều hướng tiêu cực hơn, thì thật ra nó không có tốt tí nào cả. Rồi, đấy là cái mà mình, thứ hai mình không thích. Đầu tiên là cái việc nó có cái vát ha. Thứ hai là nó sẽ làm mình có chai tay. Và thứ ba là nó, cái thiết kế của nó mình nói với bạn rồi đó, nó không có thể nào nó giúp cho bạn. Và khi bạn dùng con chuột này á, bạn sẽ phải có một cái ghế công thái học cao lên, và cái tay của bạn nó sẽ, hoặc là bạn phải để được trên bàn. Còn nếu như bạn không để được trên bàn mà bạn để cỡ này, thì mình nói thiệt là lúc đó là tay của bạn luôn trong trạng thái nó bị mỏi. Vì lúc đó bạn phải dùng toàn lực cánh tay để di chuyển cái này. Mình phát hiện ra điều này khi mà mình bắt đầu mình chuyển sang một thời gian trong khoảng 1 đến 2 tháng đầu tiên. Cái tay của mình luôn trong trạng thái nó nhức. Tại vì công việc của mình đó, nó cần nhiều về mặt làm hình, chỉnh sửa ảnh. Và nhất là bạn nào mà làm chỉnh sửa ảnh nhiều, các bạn sẽ phải click những cái long stem nhiều á. Thì cái việc mà di chuyển lúc đó, tức là cứ vậy nè, cái tay nó cứ dày. Và nó sẽ lúc nào cũng trong trạng thái nó sẽ hơi nhức, nó rất là khó chịu. Còn đối với mình, thậm chí là nhiều khi mà mình xài, khi mà mình làm hình nhiều á, mình sẽ không dám xài con chuột này, mà mình phải chuyển sang xài con chuột này, con chuột MX Anywhere 3 để cho nó dễ chịu hơn. Đấy. Rồi, bây giờ đó là ba điểm. Điểm thứ tư. Điểm thứ tư là một cái điểm bạn có thể sẽ dễ bất ngờ hơn, đó là cái tâm chuột. Thì đối với những con chuột to, bản thân nó đã nặng rồi, bản thân nó đã bị gọi là hao hụt cái khoảng cách. Khi mà chúng ta, đối với những con chuột to, khi mà bạn muốn di chuyển, nó đã rất là choáng chỗ, cho nên á, nó sẽ phải cần một cái trick. Đó là cái tâm mắt của con chuột, nó cần phải để xích lên một chút xíu. Để làm gì? Để khi đó khi các bạn di chuyển chuột á, các bạn có một cái góc quét, các bạn chỉ cần quét nhẹ thì nó sẽ di chuyển được nhiều, tức là nó sẽ rất là đã. Còn đối với lại con Logitech MX Master 3 thì thật sự mà nói, cái tâm chuột nó ở quá sâu trong lòng bàn tay. Và vì tâm chuột ở quá sâu trong lòng bàn tay nên khi bạn muốn di chuyển cùng một khoảng cách, cùng một cái độ nhạy chuột, thì bạn phải buộc phải di chuyển cả cánh tay thì nó mới di chuyển được. Lại có nhiều bạn nói là ông set cái DPI nó không đúng, cái độ nhạy chuột không đúng, cái độ phân giải của chuột nó không đúng. Nhưng mà bây giờ nếu mà bạn set cả cái độ phân giải của các con chuột giống nhau, thì mình cam đoan với bạn, mình cho bạn 10 phút di chuyển liên tục các con chuột từ hai đầu màn hình, thì đảm bảo sau 10 phút bạn xài con Logitech MX Master 3 này, bạn sẽ mỏi tay hơn rất là nhiều so với tất cả những con chuột còn lại mà mình có ở đây. Khi mà mình, trước khi mình làm cái video này, mình biết là nếu như mình để Razer và con Razer Pro League và con MX Master 3 gần nhau, mình so sánh như vậy thì nó sẽ không công bằng cho Logitech. Tại vì á, Logitech họ thật sự đã làm ra những con chuột rất là tốt, giá rất là rẻ, như là con G304
hay là con Anywhere 3. Và con này là một cái, đối với mình nó là một cái lỗi rất lớn của Logitech. Thậm chí là họ nên giữ nguyên cái form thiết kế của con 2, con 2S, nó sẽ tốt hơn nhiều. Còn khi mà chuyển từ con MX Master 2 sang con MX Master 3, nó là một cái sự đi lùi. Ngoài cái chuyện cải tiến được con lăn tốt hơn, thì tất cả những thứ còn lại đều là một cái cuộc phiêu lưu vào lòng đất đối với Logitech. Và Logitech họ vừa ra mắt con MX Master 3S nữa cơ, và không thay đổi gì thiết kế này, và nó không hề rẻ tí nào. Và bây giờ mình sẽ so sánh cái tâm cho các bạn xem. Các bạn nhìn cái tay mình khi cầm, thì các bạn khi mình xoay cái tay cho các bạn xem nè, các bạn sẽ thấy cái tâm. Nó gần ở đâu các bạn? Nó gần ngang cái đỉnh tay mình, cái móng tay của mình. Rồi khi mình cầm con này lên, các bạn thấy nó nhô lên cao hơn không? Rồi nếu chúng ta so sánh trực tiếp ở đây, chúng ta cầm lên đây. Giờ làm sao để các bạn có thể so sánh được, xem nó trực tiếp nó dễ hơn? À, có cách rồi. Rồi, chúng ta dùng một cuốn sách để làm kê. Rồi, và chúng ta ngửa con chuột lên. Đó, thì các bạn có thể thấy là con Logitech MX Master 3 á, nó thụt sâu xuống hơn so với lại con Razer Rolex. Nó sẽ phải sâu xuống ít nhất là khoảng gần 1 cm. Gần 1 cm. Đây, để cuốn sách xịt lên. Đó, để nó công bằng cho tất cả các bạn. Rồi. Đó. Rồi nó đã ngang rồi, thấy không, thấy không? Nó đã ngang. Và bây giờ chúng ta thử lấy một cái gì đó chúng ta giống vào, thì các bạn sẽ thấy nè, đây là tâm mắt của con Razer Rolex nè. Và đây là tâm mắt của con MX Master 3 nè. Nó cách nhau 1 cm. Và với 1 cm độ quét đó, nó thay đổi rất là nhiều. Chúng ta so với lại chính một con Logitech khác của nhà Logitech nhé, đó là con Logitech G304. Và con Logitech MX Anywhere 3. Nếu như mà để như thế này thì các bạn sẽ thấy bị bất công cho tất cả con chuột. Tại vì sao các bạn? Lúc này chúng ta sẽ không so cái độ cầm ở dưới nữa, mà chúng ta sẽ so ở tình trạng ngược lại. Tại vì khi mà chúng ta cầm, chúng ta sẽ phải cầm ở trên cái ngón tay, đúng không? Đấy, thế thì nó sẽ phải như thế này mới đúng. Xíu. Đây. Thì bản thân khi mà cầm như vậy, cái tâm của con Master 3 nó vẫn thụt sâu hơn cái tâm của con G304. Cho nên khi mà cầm á, lúc nào khi mà mình trải nghiệm con G3, con MX Master 3 á, mình cũng phải di chuyển cả một cái cánh tay, và nó thường nó sẽ bị nhức ở chỗ này. Còn đối với lại tất cả những con chuột khác, ngay cả của nhà Razer hay là chính của nhà Logitech, thì rõ ràng đó. Con này còn dễ nữa. Trong cùng một phạm vi này là chúng ta có thể xoay được, nhưng con này thì rất khó. Nó sẽ bị vướng, nó sẽ bị tức. Chính cái đầu này nó sẽ đâm vào trong tay bạn.
Thành ra khi mà mình phát hiện ra mình là điều đó, thì mình sẽ muốn chuyển sang một con chuột khác. Và có rất là nhiều sự lựa chọn. Thì mình lựa chọn con Razer Pro League, tại vì nó có thiết kế chung với lại Human Scale. Và chính vì thiết kế chung với lại Human Scale thì nó rất là dễ để nói về câu chuyện công thái học. Và đây chính là một câu chuyện thành công về công thái học của một con chuột. Và đây là sự thất bại về sự công thái học của một con chuột. Và vì mình rất là thích cách mà Logitech họ làm ra những con chuột công nghệ. Giống như cái series MX này á, nó có cái gì các bạn? Nó có rất là nhiều cái nút gán tính năng và nó có một cái phần mềm đi kèm ở trên máy tính rất là tốt. Nó có cái Logitech Flow, nó cho bạn liên kết cùng một con chuột, bạn có thể điều khiển nhiều máy tính, cùng một bàn phím của bạn có thể làm được nhiều máy tính và nó rất là liền mạch. Thế thì mình rất là hy vọng Logitech sẽ sớm khai tử con MX Master 3 này, kể cả con MX Master 3S mà họ vừa sản xuất, để họ nghiên cứu ra con MX Master 4. Thật sự nó khác biệt, nó thân thiện hơn với con người, nó không làm đau con người, nó đã hơn và nó nên như vậy. Chứ hiện tại con chuột này nó khá là thất bại. Nó làm cho công việc hàng ngày của mọi người nó trở nên khó khăn hơn. Nhưng mà vì mình nói rồi đó, vì bạn xài một con chuột, khi mà ai cũng xài, ai cũng khen, ai cũng tìm mua, thì chúng ta ngại mà nói những cái điều đúng. Và vì mình nghĩ có nhiều người cũng nói đúng, mình gắt quá, nghĩ cũng đúng. Gắt quá thì nó cũng không tốt, tại vì mình cũng chỉ muốn góp ý để một con chuột nó trở nên hoàn hảo hơn. Và hiện tại thì trong rất là nhiều con chuột ở trên thị trường, thì con Razer này nó, thứ nhất là nó màu trắng, nhìn nó fancy. Thứ hai là nó làm mọi thứ nó smooth, nó đỡ đau tay mình hơn. Và trong phần cuối của cái podcast này, mình cũng sẽ nói với các bạn về một thứ rất là hấp dẫn nữa, là mình đã thay đổi cái cách mà mình để chuột. Ngày xưa khi mà chúng ta xài chuột á, có phải là chúng ta hay để con chuột cạnh bàn phím không? Rồi, và chúng ta gõ. Nhưng mà trên laptop của chúng ta có phải gì không? Trên laptop của chúng ta là chúng ta sẽ để cái trackpad nó ở dưới, bàn phím nó ở trên, rồi khi chúng ta xài chúng ta đưa xuống. Thì trong trường hợp này của mình gắn thêm một cái bàn nhỏ vào trong cái bàn chính của mình, và mình để con chuột ở phía dưới này. Và đây là cái cách mà mình dùng chuột. Mình sẽ có thêm không gian ở đây để mình để tay. Và cái việc mình để tay toàn bộ được lên bàn, nó sẽ giúp cho mình dễ chịu hơn. Nó đỡ cái tì tay lên, nó đỡ đau hơn. Và tiếp theo nữa là mình sẽ cầm, khi mà mình gõ chuột, mình thao tác xong, mình cầm con chuột lên, mình xài. Vì cái bàn mình nó ngắn nên hạn chế, nếu mình để con chuột ở đây, mình hất tay xuống là rớt con chuột, hư, uổng, đúng không? Chứ mình để ở đây thì nó sẽ dễ chịu hơn hả? Đây quả là một con chuột hơi bị ngon. Đó, click, click, xài, 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 đó, rồi. Và sau đó là gõ bàn phím, đưa xuống. Thì mới bắt đầu nó sẽ hơi khó cho chúng ta để làm quen. Là vì lúc đó thay vì chúng ta đang quen xài với con chuột này, nó đang di chuyển đúng với lại cự ly của màn hình, thì bây giờ chúng ta để xéo, thì chúng ta sẽ hơi không quen với lại cái đó. Nhưng mà mình đã thử, so với cái chuyện mà làm quen với cái nỗi đau về cái cổ tay và kia, thì con này chỉ cần bạn mất khoảng một ngày là bạn có thể làm quen với lại cái cách mà để dưới đây. Và thậm chí khi mà mình sử dụng lại với con MX Master 3 á, mình chuyển nó sang để xuống như này thì nó cũng đỡ đau hơn rất là nhiều. Tại vì lúc đó mình đã tì được nguyên cái tay của mình lên bàn. Thì khi mình tì được nguyên cái tay mình lên bàn, mình có nhiều khoảng trống hơn để di chuyển. Chứ nó không phải như thế này. Như này thì mình cũng, cái nào di chuyển nó cũng phải rút cái vai, nó rút cái gân cái chỗ này, nó twist cái tay chỗ này, nó vặn cái tay của bạn, nó rất là khó chịu. Cho nên mình nghĩ rằng các bạn có thể thử để con chuột ở đây để các bạn xài. Và với những con chuột nhỏ thì nó lại càng có lợi thế nữa, nó rất là đã.
nó rất là nhỏ gọn, và bạn làm ở đây bạn không hề vướng nha. Bạn ngồi ở đây và sau đó bạn xuống đây, nó không hề vướng, nó giúp cho bạn những không gian xung quanh bên nó đã hơn, nó rộng hơn. Đấy, đây đây sai đó, nên mình nói là khi mà ngồi về công thái học, mình đã được bố mình đóng cho cái bàn công thái học lần đầu tiên trong đời và khi mình 6 tuổi, khi mình vào lớp 1. Và trong suốt khoảng thời gian đó ở đây, mình biết khá nhiều về công thái học. Và mình vẫn hy vọng rằng mình sẽ cố gắng mình làm những thứ liên quan đến việc mà custom cái khúc làm việc của mình. Vì những cái custom này á, nó mang ý nghĩa cá nhân, và khi mình thấy cái nào hay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Còn mình thấy cái nào nó chưa hay thì mình sẽ nói, để biết đâu chúng ta cải thiện được và chính hãng họ cũng sẽ có được những sản phẩm tốt hơn với những cái mà chúng ta góp ý thì sao. Và thật sự mà nói con chuột này nó nhẹ, nó cầm nó trơn tru, nó đã. Logitech có một con chuột cũng giống như vậy, đã hơn rất là nhiều, thì mình sẽ nói về con chuột đó trong cái video sau. Còn con này, đây là một con chuột lỗi. Một con chuột rất lỗi, một con chuột mang trong mình rất nhiều công nghệ hiện đại, tiện ích. Nhưng nó là một con chuột cắn người, nó làm đau con người. Ok, hy vọng Logitech sẽ sớm nâng cấp con chuột này lên phiên bản khác hay hơn. Và hãy nhớ rằng, hãy giải quyết câu chuyện đầu tiên là các khớp, các phần này nó đang làm người ta bị chai tay. Thứ hai, cái đường vát này nó làm vướng bàn phím. Thứ ba, hãy nâng cái mắt chuột lên phía trên để dễ thao tác hơn. Thứ tư, cái vị trí lick này nó đang quá nặng. Đấy, vậy thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã nghe cái podcast này, một cái postcard khen chuột và chê chuột.